công thân vui kẻ ác thân cần phân chia cúng dường bằng tôn đức là phúc lành cao thượng ở chú sư thiên thọ công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghệ nghiệp dội khéo huân liền hầu tâm sông bờ và con sông bằng nghệ đương thiền là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp phúc lành cao thượng xả ly tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng nhận dục tấn thương hóa thượng ý kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời tâm công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nam mô Bụt Thà Dạ. Đây là chương trình Phật pháp của Bụt Thà trên Phao Thoát. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ PM tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con từ mẫn thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni và thân chào Phật tử. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 6 tháng 8 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Higa Nikaya. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt bài 4 kinh thập thượng Dasutara Sutta năm pháp có nhiều tác dụng 5.1 sẽ do Thượng tọa Tuệ Huyền giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Và Nam Mô Bụt Thà Dạ. Con xin kính sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điệu ngự. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực
chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thu sa thu lành thầy, và chúng con thành kính tri ân thượng tọa minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Digha Nikaya, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34, kinh thập thượng Dasutara Sutta, năm pháp có nhiều tác dụng, 5.1, sẽ do thượng tọa Tề Quyền giảng dạy, và con kính cung thỉnh thượng tọa Tệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Thành kính cung thỉnh thượng tọa Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ Nam Mô Bố Thà Giá. Con xin kính ngài. Thưa quý vị, tôi thì chúng tôi dẫn nhận bạn chỉ được bài xin công việc tuần qua quý liên lạc với tôi, tôi biết sẽ được ngay với bọn nhạc. Tôi tâm thức thứ gì? Hôm nay chúng ta bước qua pháp bài học đầu tiên của đầu năm pháp đó là năm pháp đa tác dụng. Năm pháp đa từ này được nói đến tức là năm chi phần người hỗ trợ sự tinh tấn. Có nhiều pháp được đề cập đến ở Rập Sao Văn Thú, gọi là bác Long Thần. Tức là 8 cái mối tạo sự tinh tấn. Ở đây thì nói đến năm pháp đa tác dụng, năm chi phần mình trợ giữa sự tỉnh thức, chỉ có năm chi thôi. Nhưng mà năm chi pháp này có nhiều ý nghĩa rất đặc biệt quan trọng. Để hỗ trợ cho người tu tập
Bây giờ thì xin mời cô Từ và Mỹ đọc cái phần chính kinh, sau đó chúng ta chờ đợi sự và tình nguyện có vào dùng giá hay không, để sau đó chúng tôi và thủ tướng giám sẽ xếp sẽ tính toán. Sa thu, sa thu lành thay. Dạ, chúng con thượng tọa Tệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Và sau đây con xin đọc bài chánh kinh Tăng Thượng Bụt Hạ Giả. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 8 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Bụt Hạ Giả. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt 34, Kinh Thập Thượng, Dasutara Sutta 5.1. Năm pháp có nhiều tác dụng sẽ cho thượng tọa Tệ Quyền giảng dạy. Bành cha thầm ma ba hu ca ra, bành cha thầm ma pa huệ tập bà, bành cha thầm ma ba rin nhì ya, bành cha thầm ma pa hà tập bà, bành cha thầm ma hà na pa ghi ya, bà ya ma vi se sa pa ghi ya ban cha tham ma đức ba ti vi di hạ ban cha tham ma up ba we up ba đề tập ba ban cha tham ma ba hình nề ya ban cha tham ma sắc chi ca tập ba ma. Có năm pháp có nhiều tác dụng, có năm pháp cần phải tu tập, có năm pháp cần phải biến tri, có năm pháp cần phải đoạn trừ, có năm pháp chịu phần tai hại, có năm pháp đưa đến thù thắng, có năm pháp rất có thể nhập, có năm pháp cần được sanh khởi, có năm pháp cần được thắng tri, có năm pháp cần được tác chứng. Thế nào là năm pháp có nhiều tác dụng? Năm cần chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thiểu bệnh, thiểu não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với sự tinh tấn. Vị ấy không lường, dối gạt, nếu rõ tự mình như chân đối với bậc đạo sư, đối với các vị sáng suốt, dối với các vị đồng phạm hạnh. Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì, nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ, hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu thánh quyết trạch, đưa đến sự đoàn diệt chân chánh các khổ đau. Đó là năm pháp có nhiều tác dụng. 260. Năm pháp đa tác dụng, Bahuka ra thầm mà, tức là năm chi phần. Ba phà ni dằn gạt, năm chi phần do sự tinh tấn. Số 1 có đức tin sắc phù, có niềm tin chắc chắn nơi tam bảo, tinh lý nhân quả nghiệp báo. Số 2 ít bệnh tật, áp bà bà phụ,
thân khinh an, khỏe mạnh, dễ dàng trong bốn hoài nghi. Số 3, không gian trá, asapho, tâm trung thực, ngay thẳng, không ương hèn lựa lọc. Số 4, siêng năng, arapavirya, chăm chỉ, năng động, không biện pháp nhát, thụ động. Số 5, có trí tệ, banyawa, sáng suốt, hiểu biết trong mọi vấn đề. Bốn sa môn quả này là quả siêu thế Lokuttara, Lokuttara Phala, được thành tựu do vô gián nghiệp duyên của tâm đạo trợ sanh. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Thà và vô gián. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ con kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, giờ này con chưa thấy Thượng Tọa Tệ Quyền vào room. Dạ kính cung thỉnh quý sư và quý đạo tràng chờ trong giây lát. Dạ Nam mô Bụt Thà Giá. Xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói chuyện không? Một lần nữa xin được hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, dạ quý vị có nghe chúng tôi nói được không vậy? Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ. Bạch Thượng Tọa Tiểu Sư, khi nãy thầy cũng có một vài công việc bận đó. Thật ra không biết là Thượng Tọa Tiểu Sư có đề nghị là ngày hôm nay vị nào sẽ đi quyết
nếu thì tôi tự quyền không có vào được, nếu thì tôi tự siêu còn ở trước quái sinh thì tôi hoan hỷ cho về chữ, hoặc là sư huynh giảng hoặc là sư đệ giảng, tại vì ở trong chắc chỉ có hai chúng ta, một trong hai người nhiệt huyết thôi. Không biết thì là tôi siêu còn ở trước máy không vậy? Thưa vị, dường như thì là tôi siêu không có trước máy. Do đó chúng tôi xin được liên khuyết cho dạ thưa tòa thưa quyền dạ dạ vâng dạ. Hôm nay chúng ta nói về năm pháp có nhiều tác dụng. Chúng ta có nhiều cách để hiểu về chữ tác dụng ở đây, tức là những pháp đa năng, những pháp lợi lạc, những pháp hữu ích, những pháp có những cái trợ duyên cho đời sống của mình, rất là cần thiết để mình làm cái gì đó mà mình hiểu được là cái gì là cái thuận, cái gì là cái có thể giúp ích cho mình. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là mình đi một cuộc hành trình như kỳ rồi, chúng tôi đi một cái trại hè Phật giáo, đi một chiếc xe bus có 56 người. Thì thưa quý vị, khi mà đi như vậy, ở trong cái tư cách là cái vị hướng dẫn, là vị trưởng đoàn đó, thì chúng tôi phải hiểu được là cái gì là cái lợi ích, cái gì là cái trợ duyên tốt. Lấy một ví dụ như là thưa quý vị, chúng tôi có cái điện thoại rồi, nhưng mà chúng tôi phải mang theo một điện thoại dự phòng, và cái điện thoại dự phòng đó nhiều lúc đó, nó lại hết sức là rất là cần thiết. Chúng tôi cần để liên lạc với một ai đó và trao cái điện thoại đó cho một người khác nói chuyện. Bây giờ nếu chúng tôi không mang điện thoại dự phòng theo đó, thì trong lúc người ta nói chuyện với nhau, người ta chờ đợi đó, thì chúng tôi không có điện thoại để mà làm việc khác. Mà ở trong phái đoàn lại có nhiều việc cần phải có cái điện thoại dự phòng như vậy, thì cái điện thoại dự phòng đó, nói lại là một cái gì rất là lợi ích cho chúng ta. Hay hoặc giả là ở trên đường đi mà có một hai người rất là sốt sắng để lo cho người khác, thì đó là một trợ duyên rất là lớn. Thì nói chung là chúng ta có những cái pháp mà hữu ích trong đời sống, có những pháp gọi là tiện ích, những pháp đa năng, thì đó là những pháp có nhiều tác dụng. Những pháp đó với một người mà tu tập là một cuộc hành trình. Đối với người tu tập đó, đó là một cái công việc mà rất là cần để chúng ta biết được cái gì là cái trợ duyên tốt cho mình. Vì có đôi khi mình không thấy cần, nhưng mà hữu sự thì những thứ đó rất là cần thiết. Riêng ở tại đây, trong năm pháp này đó, thì với một vị vào tu tập đó, nếu mình có rồi thì mình nên hoan hỷ, và mình có rồi thì mình nên nhận ra rằng ồ, đó là cái trợ duyên cho mình. Và nếu mình chưa có, mình cần bổ túc. Tại vì sao vậy? Tại vì mình thiếu những pháp này, trong cuộc sống, đời sống, tu tập, nó có những cái khó khăn, nó có những cái không có trơn tru, không có thoải mái, mà nhiều khi mình không hiểu tại sao. Đầu tiên thưa quý vị, đó là đức tin ở Đức Phật. Cái đức tin đó khiến cho chúng ta cảm thấy là tinh tấn. Đức tin giúp cho chúng ta có một cái thái độ rất là thoải mái với những gì mà mình hành trì. Chúng tôi có một lần nói chuyện với một nhà sư người Hòa Lan. Vị này trong lúc mà đi khất thực chung với chúng tôi đó, thì vị đó mới tâm sự rằng khi mà vị đó đầu tiên sang Thái Lan, thấy người ta xuất gia thì mình cũng xuất gia. Nhưng mà thời gian đầu đó, thì vị đó nhận ra rằng mình xuất gia, mình nghĩ đó là một đời sống rất là vui, có nhiều cái lạ.
Nhưng mà rồi không phải như vậy, bởi vì có những ngày phải cực khổ, có những ngày phải sống một mình, vì đó có đôi khi phải sống ở dưới chân của cái tháp hay là chân ở ngoài cái hành lang của chánh điện, vì đi đó đi đây. Nhưng mà một điều mà vị này quan sát ấy, thì vị này thấy rằng những nhà sư khác người Thái Lan ấy, thì họ làm việc nó thoải mái hơn. Thì ban đầu vị đó nghĩ rằng à, mấy người này là người Á Châu, thành ra đối với họ cái chuyện mà ngủ ở dưới chân tháp hay là đi đâu đó là chuyện bình thường, mình chưa quen thì mình cảm thấy nó hơi khó khăn. Nhưng mà sau này vị này để ý nhiều hơn nữa thì vị này thấy rằng nhà sư người Á Châu này đó có một cái lợi điểm hơn mình là các vị đó có đức tin. Lấy ví dụ như là cũng vào đi ngủ ở dưới mái hiên của chánh điện, hành lang chánh điện hay là dưới chân tháp, nhưng mà vị này để ý thấy rằng những nhà sư Á Châu đó buổi tối trước khi ngủ thường hướng về tháp hay hướng về tượng Phật đảnh lễ ba lại với cái niềm cung kính. Và ở trong sự đảnh lễ đó thì vị có cảm tưởng rằng những người này khi mà họ ngủ gần tháp Xá Lợi hay là tượng Phật thì những vị này rất là rất là cảm thấy ấm áp, giống như mình ở gần ông cha của mình, ở gần ông thầy của mình, ở gần Đức Phật, có Đức Phật đó thì thoải mái hơn. Còn vị này chưa đủ đức tin, hay hoặc giả là có những việc làm ở trong đời sống tu tập đó, mà ví dụ rửa chân cho các vị trưởng lão, thì lúc mà mình chưa có đức tin đó, thì mình nghĩ rằng ồ, cái này là cái sự huấn luyện, cái này là gọi là huấn dục, bắt buộc phải làm, và công việc đó là việc thấp kém. Nhưng mà những người họ có đức tin rồi thì chẳng những họ hoan hỷ làm việc đó mà họ còn nghĩ rằng à, cái đó là cái việc mà vun bồi phước hạnh của mình. Tại vì thưa quý vị, ở bên những ngôi chùa đó có một điểm là chư tăng đi khất thực thì vị nào cũng đi chân không, kể cả các vị trưởng lão, các vị lớn tuổi. Và khi các vị về thì chân dính bùn sình, và ở chỗ mà bước vào bên trong cái giảng đường, cái pháp xá đó, người ta có xây dựng một cái chỗ để rửa chân, cái chỗ rửa chân tức là chúng tôi tạm gọi là một cái hồ rất là nhỏ. Ở hồ, cái hồ nhỏ đó là ở giữa không cái cù lao, nó là cái hồ, nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng là một cái hồ bề ngang một thước vuông, nó vuông vức như vậy đó. Và mình vào đứng trong cù lao đó thì mình vặn nước ra, nước xuống chân mình rửa, rửa xong bước ra bên ngoài. Nếu mà những vị trẻ tự rửa chân lấy, rửa chân lấy. Nhưng mà cái huấn luyện ở trong chùa, trong 14 pháp hành đó, thì những vị sa di vào tu hay là những vị thấp hạ thường rửa chân cho các vị trưởng lão, nó cũng là một cách giống như mình cung kính, mình phục vụ vậy đó. Thì cái vị sư Hòa Lan này ban đầu vào làm những việc đó, thầy cảm thấy rằng mình hèn hạ, mình thấp kém là tại vì mình phải đi rửa chân cho những vị sư già. Nhưng mà rồi một thời gian sau, khi vị này có đức tin thì vị này mới nói rằng khi mà tu tập mà cảm thấy có niềm tin ở tâm bảo mạnh mẽ thì tất cả những công việc gì cảm thấy rất là thoải mái. Cái đức tin nó làm cho chúng ta thấy được rằng cuộc sống nó có ý nghĩa. Một cái vị đi xuất gia mà nuôi dưỡng được niềm tin của mình nó khác với vị không có đức tin. Thí dụ như cái vị mà có đức tin, họ tụng kinh họ cảm thấy thoải mái, cảm thấy hạnh phúc. Họ làm phước, họ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an lạc, cảm thấy hoan hỷ. Mà vị không có đức tin khác. Thật ra cái người mà nào cũng vào tu, nhưng cái người mà có được cái đức tin nó là một tố chất, là một tố chất rất là quan trọng. Và cái tố chất này giúp cho vị đó cảm thấy gắn bó, cảm thấy mình hoan hỷ với những gì mình làm, hơn là đơn thuần làm gọi là trả nợ quý thần hay làm cho có mà thôi. Thật ra đó là một pháp có rất là nhiều cái lợi lạc, chúng ta gọi là một pháp có nhiều tác dụng. Và thứ gì, một cái yếu tính thứ hai mà chúng ta thấy tại đây đó là bệnh tật. Quả thật thì đây là điều không ai có thể kiểm soát được. Có người đi xuất gia khỏe, có người là ít bệnh tật. Nhưng một khi mà mình ít bệnh tật, tức là con người mình không có những cái chuyện mà phải lo thuốc men, phải lo chăm sóc, thì điều đó mình nên biết đó là một cái lợi, một lợi ích lớn nhất. Đức Phật Ngài cũng dạy rằng
vô bệnh á, là một trong những cái lợi lộc tối thượng. Nhưng mà trong đời sống xuất gia, đời sống của một người tu tập á, thì đa phần ai cũng phải tự gốc tự lo. Tại vì trong cái bối cảnh của người đi tu á, rất khó cái thời giờ mà ai mà chăm sóc thường. Và khi mình bệnh tật thì mình khó khăn. Thí dụ như là mình bệnh tật thì có những món ăn mình không ăn được, có những giờ mà đáng lẽ mình không nên ăn mà mình cũng phải ăn, tại không ăn thì nó ảnh hưởng sức khỏe của mình. Rồi cái việc trị liệu thuốc thang thì mình phải nhờ người này nhờ người kia. Những người nào mà đã có bệnh rồi thì mới hiểu. Khi mà mình có một chiếc xe mà chiếc xe nó nay trục trặc á, thì quả thật thưa quý vị, nó bất lợi cho chúng ta vô cùng. Mà một xe mà ít có bị hư hỏng thì dĩ nhiên là nó đa năng đa dụng. Cái thân của chúng ta cũng vậy. Bởi vì như chúng tôi sống ở tại chùa Pháp Luân có sư Nguyên Thông, sư 80 mấy tuổi rồi, nhưng mà sư là ít có bệnh tật, ít có bệnh hoạn. Đó là một cái phước, đó là một cái điều rất là lợi. Nếu chúng ta ở cái tuổi lớn tuổi mà giả sử mình bệnh hoạn thì quả thực là di chuyển xê dịch khó khăn, rồi lại chúng ta muốn làm cái gì mà mình cần phải làm nó cũng khó khăn nữa. Do vậy cái cuộc sống này, người nào mà sinh ra và đặc biệt là có cái phước vừa có cái tâm trí được sáng suốt, mà đặc biệt là chúng ta ít có bệnh hoạn, thì đó là một lợi. Điều này không có nghĩa là chúng ta phê phán người bệnh là người không tốt, hay là người có sức khỏe là người tốt hơn người bệnh, không phải như vậy. Mà ở đây chúng ta chỉ nói thuần là một cái ý nghĩa đó là khi mà mình có sức khỏe tốt, nó lại là một cái lợi, một lợi rất lớn, nhất là đối với đời sống xuất gia. Bây giờ cũng vậy, nhưng mà từ ngàn xưa cũng vậy, thưa quý vị, một cái vị mà xuất gia giáo pháp của Đức Phật thì đa phần, chúng tôi nói hầu hết, nó 100 vị xuất gia thì hết là 98 vị đó là phải tự túc và phải tự lo lấy chính mình. Dĩ nhiên là cũng có những vị tỳ kheo bệnh đó, nhưng mà đời sống bệnh ở giữa tăng chúng đó, nó lại là một cái trở ngại nhiều mà khiến cho một cái vị hành giả tu tập mà có đời sống tự lập đó, nó khó khăn. Rất là khó khăn cho chúng ta, nhất là Phật pháp thì không có, ở trong đạo Phật đó thì không có xây dựng những cái cơ sở mà tiện nghi. Chúng tôi nhớ rằng có một lần chúng tôi vào thăm một cái tu viện ở bên Ý của các vị tu bên Thiên Chúa giáo dòng Kính, thì chúng tôi thấy rằng do trong cái cách tổ chức của người Tây phương thì người ta tổ chức một cách rất là đầy đủ. Khi mà trẻ thì thế nào, khi mà lớn tuổi như thế nào, khi mà bệnh như thế nào, có những cái nơi nghỉ dưỡng vân vân, thì thật sự so sánh rất là khác với các cái tu viện Phật giáo. Mình nhìn thấy cái đời sống của những trong các cái tu viện ngày xưa đó, thân tình mà nói thì ai cũng xuất gia, ngoại trừ trường hợp là một vị sư trưởng hay là một vị thầy mà có học trò đệ tử, đa phần đó là phải tự lực rất là nhiều, phải tự lo chính mình. Nên chi cuộc sống tu tập mà ít bệnh, thiểu bệnh, có sức khỏe đó, thì đó là một lời lộc lớn. Còn hơn thế nữa là ngay cả trong việc tu tập cũng có những vị lấy cái bệnh tật của mình làm điều mục thiền định, nhưng mà đa phần không có bệnh, vô bệnh là dễ tu tập. Mình ngồi thiền có thể mình ngồi thiền thoải mái hơn, đi kinh hành có thể đi kinh hành thoải mái hơn, hoặc giả là cái tâm của mình ít khi bị bệnh chi phối. Chúng ta nên biết đó là một ở trong những lời điểm mà tương đối rất là tốt, rất là đáng để chúng ta hoan hỷ. Và thưa quý vị, một cái lời điểm thứ ba mà chúng ta nói đây là cái tính thẳng thắn, thẳng thắn, không có gian trá. Hai điều này thì bình thường mình đời sống tu tập rất là dễ xảy ra là mình có sống lâu và có nghiệm ở trong cuộc đời thì mới thấy rằng sự thành thật thẳng thắn nó là một cái vị ngọt, nó là một điều mà làm cho người khác cảm mến. Đây là cái kinh nghiệm của bản thân chúng tôi, đó là những người mà sống thẳng thắn, sống
không có quanh co, sống chân thật đó, thì nhất thời có thể là vị đó không có không có gây cái ấn tượng nhiều bằng những cái vị mà môi miếng, nhưng mà những vị thẳng thắn chánh trực đó, thì sống lâu dài đó, nhận được nhiều cái sự thương mến của những người chung quanh, và đặc biệt đó là những cái vị thầy tổ. Và khi mà hướng dẫn mà giảng dạy hay là những Phật tử đó, thì họ cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều. Ở trong cái ân đức của Tăng Bảo, trong sự thực hành có cái gọi là Uchupatipanno, gọi là trực hành. Trực hành có nghĩa là tu tập một cách trực tiếp, đi vào cái sự tu tập. Nếu mình bệnh thì mình trị bệnh, đó là một cách trực tiếp, không có quanh co. Thì thưa quý vị, đời sống của một người chân thật nó có một cái liên hệ giữa cái sự đối nhân xử thế, và cái chuyện mà xử thế bên ngoài và cái việc tu tập chính mình. Khi mà mình sống mà mình hay có cái quanh co, mình sống mà mình không có thẳng thắn, thì khi mình vào tu tập thì cái không thẳng thắn đó nó lại là một phần của mình. Mình đối diện với cái gì đó mình không có không có trực tiếp, không có thẳng thắn. Và cái trực tiếp thẳng thắn đó, nó giúp cho mình rất nhiều khi mà mình tu tập. Ví dụ như là như vậy, là niệm hơi thở. Niệm hơi thở tức là mình lắng lặng quan sát hơi thở. Chỉ quan sát thôi, hơi thở vào, biết hơi thở vào, hơi thở ra, biết hơi thở ra. Hơi thở vào ngắn hay dài, biết ngắn hay dài. Hơi thở ra ngắn hay dài, biết ngắn hay dài. Không thêm, không bớt. Người nào mà cái tính tình thẳng thắn, trực tiếp, ít có quanh co đó, thì khi mà nhìn vào hơi thở, vì nó nhìn một cách thoải mái, một cách nhanh chóng để đạt được cái trạng thái gọi là chánh niệm. Có người nào có tính mà không quen sự thẳng thắn, thưa quý vị, ngay cả khi họ sống một mình với chính họ, họ nhìn hơi thở, họ cũng muốn là hơi thở phải thế này, hơi thở phải thế kia, và cái đó cái khó ở trong đời sống. Ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, mình sống gần người nào mà họ cần cái gì, họ muốn cái gì, họ nói thẳng thì chúng ta cũng dễ chịu hơn. Yeah, chúng ta thoải mái ở gần người đó, mình cũng cảm thấy là mình dễ chịu, tại mình biết người đó họ muốn cái gì. Nhưng mà cái đặc điểm chính của một người có cái tính thẳng thắn đó, đó là họ trực tiếp, rõ ràng, và họ ít có vấp váp phải những cái đoán sai, những cái hiểu lầm từ người khác do cái sự quanh co của mình. Thật ra mà nói về sống về lâu về dài, dù là phương diện xử thế bên ngoài hay đời sống nội tại đó, mình muốn cái gì mình nói cái đó, và mình nói trực tiếp thì nó dễ hơn, và nó dễ hơn rất là nhiều cho mình và cho những người xung quanh, và nó trở thành một thói quen rất là tốt. Cái thói quen đó mà hồi nãy chúng tôi nói rằng nó có cái một cái đặc tính gọi là trực hành, Uchupatipanno. Nếu chúng ta đọc vào trong kinh Từ Bi đó, và ở trong kinh Từ Bi thì người muốn tu tập tâm từ đó, mà người đã tính tình thẳng thắn, không có quanh co, thì cái thẳng thắn đó nó cũng giúp cho người này dễ dàng tu tập từ tâm hơn là một người quanh co. Khi chúng tôi còn nhỏ thì chúng tôi không có nghĩ ra nhiều về cái một cái sự liên hệ giữa cái cách sống ở bên ngoài và cách sống nội tâm của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng tôi ở gần một số các vị tôn túc đó, thì các vị hay nói rằng mình đối với người khác như thế nào thì cũng cái tâm thái đó mình lại đối với chính mình như vậy. Thí dụ như mình đối với cuộc đời mình thẳng thắn trực tiếp, thì với sự tu tập mình cũng thẳng thắn trực tiếp. Và đây nó là một cái lợi rất lớn cho đời sống tu tập, lợi trong việc sống chung với tăng chúng. Chúng ta phải tin một điều rằng về lâu về dài, tất cả những gì ở trong cuộc sống chúng ta mà trực tiếp, thẳng thắn, thành thật đó, nó luôn luôn là lợi ích hơn là cái gì quanh co, cái gì đãi bôi, môi miếng, cái gì mà không có thật lòng. Thành ra về điểm này, chúng ta một lần nữa thấy rằng một người có cái tính thẳng thắn, thành thật đó, thì họ lại có được những cái, nó cũng được có cái lợi lạc. Nó là một cái pháp mà có rất là nhiều trang tâm. Pháp thứ tư là pháp siêng năng. Sự siêng năng này, thưa quý vị, nó là một tài sản vô giá.
con người á, mà nếu mà sanh ra đời lớn lên trong môi trường nào đó mà trở thành con người lười biếng, không có chịu làm việc, không có năng động, thì thật sự nó là một cái thiệt thòi, một cái mất mát. Sự tinh tấn siêng năng, tinh tấn siêng năng nó giống như là mình nói về cái mã lực của cái máy mà xe chạy mà mã lực nhiều đó, nhiều cái sức mạnh nhiều đó, thì thưa quý vị, cái máy chạy khỏe, chạy tốt hơn và chạy thoải mái hơn. Còn chiếc xe mà nó cái máy nó nhỏ, cái mã lực nó ít hơn, thì thứ gì nó phải kéo nhiều, nó phải bỏi hơn với cuộc sống. Thì trong cuộc đời này chúng ta thấy rằng khi một người mà có cái sự tinh tấn thì thứ gì họ giải quyết mọi việc, đầu tiên là cái thái độ nhìn nó tích cực, nó ít có ngao ngán, ít có sợ. Mà cái người mà không có tích cực, không có siêng năng thì là một cái trở ngại. Chứ tôi có thấy một số các cái trường hợp mà mình gọi là cái nhìn tiêu cực hay là cái nhìn tích cực đó, là cái người mà lười biếng, người mà không siêng năng đó, thường cái gì cũng bàn ra hết. Khi mà chúng tôi sống ở trong chùa, làm trụ trì một ngôi chùa đó, mà có những vị sư mà hay lười mà chuyện gì cũng bàn ra đó, thì ban đầu thì chúng tôi còn siêng để nói chuyện. Thí dụ như có việc gì đó đem ra thảo luận, mà chúng tôi thảo luận một lần hai lần mà thấy vị này không có cái tâm tích cực, không có tâm tích cực mà cái gì cũng bàn ra, sau đó chúng tôi không bàn việc nữa. Chúng tôi lại ít có tham vấn, ít có bàn việc, và lâu lâu ngày giữa chúng tôi và các vị đó, nó lại nằm các vị đó lại nằm nằm một bên, nằm bên lề. Tại vì sao vậy? Tại vì mình nghĩ rằng mình bàn mà nó không lợi ích gì hết, và vị này, cái căn bản vị này, cái tư chất vị này đó là rất là lười biếng, và khi mà lười biếng đó thì không có chuyện gì mà mình cố gắng để mà mình làm cho nó tốt hết. Thí dụ như là tới ngày lễ, chúng tôi hay nghĩ rằng mình nên làm cái gì đó cho Phật tử họ đến chùa họ hoan hỷ, đem ra bàn vị này, nó thôi đi sư, tại sao mình cần làm thế đó, mình không làm người ta cũng đến, người ta đến chút xíu. Có nhiều khi vị đó là người ta đến có 2 tiếng 3 tiếng hồ mà mình dọn ra cực quá, thí dụ như vậy. Nên sự tinh tấn đó là một gia tài. Khi mà mình siêng năng thì nó tạo nên thái độ tích cực, và thái độ tích cực đó nó lại giúp cho mình dễ dàng đi tới trong công việc và dễ dàng hợp tác với người khác. Chúng tôi chưa thấy ai mà ở trong cuộc sống hàng ngày mà đời sống mà làm biếng mà tiêu cực, mà thưa quý vị, người khác muốn hợp tác với mình, hay hoặc giả là cá nhân của mình cảm thấy phấn khởi, cảm thấy thoải mái, và đời sống của những vị đó dần dà đó, thứ gì nó lại co rút lại, dần dà nó đi đến cái chỗ gọi là sống cho qua ngày đoạn tháng, và đó là một đời sống rất là phí. Thành ra cái yếu tố mà chúng ta nói ở tại đây trong bài học ngày hôm nay, yếu tố thứ tư đó là sự siêng năng. Sự siêng năng có cái đó, có cái lợi. Và điều thứ năm là có trí tuệ. Có trí tuệ. Trí tuệ ở đây tức là sự minh mẫn, sáng suốt. Và sự minh mẫn, sáng suốt ở đây đó, nó có thể là do mình nghe, mình học, vừa được gọi là kiến văn, có cái kiến thức rộng rãi, hay là do sự suy tư, tức là mình chịu suy nghĩ, và mình suy nghĩ một cách hợp lý, một cách có logic, suy nghĩ theo tứ đế hay suy nghĩ theo luật nhân quả. Hoặc giả là trí tu đó, là có khả năng để cảm nhận những ý tưởng rất là cao siêu từ cái sự quan sát đối với thực tại. Cách đây mấy hôm thì chúng tôi có đọc một bài báo nói về một thanh niên bên Anh Quốc mới có 18 tuổi, nhưng mà vị này đi bộ có lẽ là trên bãi biển, thì vị này nhận ra được một cái hiện tượng trên những cái hòn đá ở trên bãi biển, và vị này về đã đưa ra một cái phương cách làm thế nào đó mà chúng ta dùng một cái cách để góp chặt những cái mà chúng ta gọi là plastic. Plastic hiện nay nó là một hiện tượng mà ô nhiễm toàn cầu,
có rất nhiều plastic. Những cái plastic particle, tức là những cái hạt plastic nhỏ đó, làm sao để chúng ta có thể góp chặt nó từ ở trong thiên nhiên và thanh lọc lại để trả thiên nhiên về với thiên nhiên, hơn là bị để cho nó bị ô nhiễm với plastic. Và cái anh thanh niên 18 tuổi này đã được một cái phần thưởng trên 50.000 Mỹ kim, và nó là một cái học bổng rất là tốt cho anh này. Thì thứ gì nó cũng như là Newton mà quan sát nhìn trái cái táo rơi, hoặc là hoặc giả trong đời sống của chúng ta, có nhiều khi từ cái sự quan sát mà nó cho chúng ta những cái gợi ý, và những gợi ý rất tốt. Khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi đọc những câu chuyện mà mình nghĩ rằng nghe nó hay, nhưng mà lớn lên thì lại không hay. Và nó cũng là một điều rất tiếc của người Phật tử. Thí dụ như là có nhiều Phật tử nói rằng mình đọc ở trong kinh, khi mà Đức Bồ Tát Ngài tu khổ hạnh, rồi Đức Trời Đức Thích để dùng cái đàn để đàn, và khi Ngài nghe cái dây dùng, dây căng và dây vừa vừa, dây dùng thì không tạo ra âm thanh, dây căng thì nó đứt, và dây vừa thì tạo ra âm thanh. Thì chúng tôi nghe cái chuyện đó chúng tôi thấy nó hay và mình nhớ, nhưng mà sau này lớn lên thì chúng tôi biết rằng không có cái chuyện đó. Mà cái ví dụ về cái đàn đó, đó là cái ví dụ của Đức Phật Ngài dạy cho tôn giả Sona. Sona tức là một nhạc sĩ, và khi vào chùa tu á, thì vào tu trong giáo pháp, thì Đức Phật đã dùng cái ví dụ để đánh thức Sona khi mà vị này quá tinh tấn. Nhưng mà riêng với Đức Bổn Sư của chúng ta, Đức Phật của chúng ta đó, thì khi mà Ngài tu khổ hạnh đó, thì Ngài có những cái chiêm nghiệm, và những chiêm nghiệm nó rất là hay, rất là đẹp, nhưng mà chúng ta lại không có nhớ đấy. Lấy ví dụ trong kinh Mahasatthika, ở trong Trung Bộ Kinh đó, thì Đức Phật Ngài kể lại khi mà Ngài tu khổ hạnh, và đến lúc nào đó thì Ngài nghĩ rằng giống như là hai khúc gỗ người ta cọ sát với nhau để tạo ra lửa, mà cái khúc gỗ nó ướt á, thì cũng không thể tạo ra lửa, mà cái khúc gỗ mục nó không thể tạo ra lửa, cái khúc gỗ nó phải đủ cứng và nó phải khô. Thì Ngài từ đó đó, cái từ cái sự suy tư đó, đó mà Ngài đi đến kết luận như vậy là nếu một cái đời sống mà mình lợi dưỡng thì giống như là hai khúc gỗ bị dúng nước thì không thể kéo ra lửa được, nó không thể thành tựu được chánh trí giải thoát. Và nếu mình khổ hạnh làm cho thân thể suy tàn, sức khỏe cạn kiệt thì cũng không thể kéo ra lửa được. Thành ra từ cái ý nghĩa về khúc gỗ đó, Ngài lựa chọn con đường trung đạo. Những cái suy tư như vậy mà để lại ở trong kinh điển ghi rất rõ đó. Thì thưa quý vị, chúng tôi có thể nói quý vị rằng rất ít Phật tử, kể cả chư tăng để ý đến, đa số chúng ta chỉ thích nghe câu chuyện mà Đức Trời để thích dùng cái đàn để cảnh tỉnh Đức Bồ Tát. Nhưng mà khi đọc lại trong kinh có rất nhiều đoạn mà Ngài kể lại những suy tư của Ngài trước khi thành đạo đó, và những cái suy tư đó quả thực rất là tuyệt vời. Ví dụ quý Phật tử mà đọc ở trong kinh sợ hãi và khiếp đảm thì chúng ta mới đọc lại những cái giai thoại khi mà Ngài chưa thành đạo, mà Ngài sống ở trong rừng sâu và Ngài cũng có sợ hãi. Và khi trong sợ hãi đó, thì Ngài đã suy nghĩ như thế nào để trấn áp sự sợ hãi khi Ngài sống, và Ngài nhanh chóng sống một cách rất là điềm đạm giữa rừng sâu, những đêm đen tối như mực, và những nơi mà chưa bao giờ có người đặt chân đến. Thì những cái ví dụ đó là những ví dụ cho chúng ta thấy một sự suy tư rất là cao quý, rất là sáng suốt, rất là bẩn tiệp của một vị Phật tương lai. Và từ chỗ đó chúng ta thấy hãy nhận thức đúng, suy nghĩ sáng suốt thì mang lại rất nhiều lợi ích cho sự tu tập. Và những ví dụ như vậy không có thiếu ở trong kho tàng kinh điển. Không ai là khi mà chúng ta đọc những điều này thì chúng ta lại không có chúng ta không có lưu tâm nhiều về những suy tư của Đức Bồ Tát trước khi Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì ở đây thưa quý Phật tử, năm pháp mà chúng ta đề cập trong bài kinh ngày hôm nay là năm pháp có nhiều tác dụng, hay là năm pháp mà trợ duyên rất tốt cho chúng ta. Năm pháp này được hiểu như là những tố chất
Và những tố chất này khiến cho cuộc sống tu tập được trơn tru, được thoải mái, được dũng mãnh đi tới. Đôi khi chúng ta nghĩ đến chuyện tu tập thì mình nghĩ rằng mình cần sự trợ duyên, tức là mình cần một vị đại thí chủ, hay là mình cần một người nào đó giúp cho mình, hay là mình cần một cái môi trường tốt. Nhưng mà chúng ta quên rằng thường thường với người tu tập đó, chúng ta hay quan niệm sự trợ duyên từ ở bên ngoài. Dạ, ở bên ngoài tức là ngoại giới đó. Mà chúng ta mong mỏi của sự trợ duyên đó hơn là sự trợ duyên từ trong nội tại. Nếu chúng ta đọc kỹ lại những cái pháp này đó, thì chúng ta thấy rằng đây là những gì liên quan đến nội tại hết. Dù là chúng ta nói đến đức tin thì chúng ta cũng hiểu rằng đó là một cái pháp mà chính mỗi chúng ta phải hung đúc phải hàm dưỡng. Một người mà có sức khỏe tốt, và có sức khỏe tốt, cứ tưởng tượng như là mình sống ở trong rừng, hay sống ở trong chùa, hay sống bất cứ nơi đâu mà mình được khỏe, đó là một trợ duyên tốt. Người sống thành thật, trực tiếp, không gian cá, đó là một cái tố chất. Một cái người mà tinh tấn siêng năng, đó là một tố chất. Người có trí tuệ mẫn tiệp, đó là một tố chất. Thì những cái yếu tố này khi mà chúng ta gom lại, rõ ràng là năm yếu tố là có đức tin, thiểu bệnh, chân thật, siêng năng, có trí tuệ, đều là những cái tố chất mà giúp cho chúng ta không những thoải mái trong sự tu tập mà đi nhanh, đi trực tiếp và để đạt đến chỗ cao diệu, dù là pháp học, pháp hành hay là pháp thành. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử nhân bài học ngày hôm nay. Và chúng tôi nói để điều khuyết cho Thượng Tọa Tuệ Quyền. Bây giờ thì thưa quý Phật tử, tiếp theo xin được kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Không biết Thượng Tọa Tuệ Siêu còn ở trước máy không? Nếu được thì xin thỉnh Thượng Tọa Hoa Khỉ nói cho vài lời để soạn các câu thảo luận. Và thưa quý vị, ở trong giây lát thì chúng tôi sẽ trở lại. Mà Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu đang có mặt trước máy, xin Thượng Tọa Quan Hỷ nói cho vài lời kính thỉnh Thượng Tọa. Tôi chờ đợi ra những tôi xin đức lợi ở trong cái chi phần mà trời chúng ta sẽ tính tấn hôm nay chúng ta học. Trong đó có cái chi phần thứ năm, tức là trí tuệ. Và chính ngay ở chỗ chi phần này mới cho chúng ta câu trả lời rằng vì sao nói đến cái yếu tố để giúp cho hành giả có sự tinh tấn, còn đến bát trí quán xét bát thi thản và
và cái trí và quán xét về các văn cần. Điều mà nói rằng có trí tuệ Panyava là một cái Pathana, Pathana đi nhầm ghét phần chi phần của cái sự tinh tấn, thì có trí tuệ đây là quán xét. Khi vị hành giả mà quán xét bác thì thảm, tức là phần nguy gắt và thúc là quán xét về nếu ta dễ vui, nếu ta giải đãi có thể phải tái sinh vào cảnh địa ngục, là quỷ, súc sanh, Atula. Nếu ta còn giải đãi thì kéo dài cái sự khổ, sanh của già của mình cũng chết. Như vậy thì quán về tứ khổ sanh già bệnh chết và quán thêm bốn cõi khổ địa ngục nào quỷ sanh Atula, cái này gọi là quán bát thi thảm. Còn khi mà nói đến trí tuệ quan sát và bác đoan cần, thì trước chúng ta có học, chúng ta đã học qua về cái bác đoan cần đó. Tức là tám chân tứ sự và bác đoan cần ở đây nha. Một vị hành giả tu tập khi sắp sửa đi xa, có chứ đi xa, vì đó nghĩ rằng trong thời gian tới khi hành trình xa như vậy, trong cuộc hành trình sẽ mất nhiều thời gian, và khi đó ta sẽ không có thời gian để mà tác ý đến lời dạy. Thôi thì bây giờ mình hãy tinh tấn như vậy, cho nên vì đó hàng hái lên thứ hai là khi đi xa mới về, vị hành giả sẽ suy nghĩ rằng là ta đi xa mới về, trong khoảng thời gian đi xa ta không có, ta đã mất cái thời gian không có tác ý đến lời dạy của Đức Phật, đêm nay phải tinh tấn để bù trừ lại cái vị đó nỗ lực. Thứ ba là khi mà vị đó sắp có một cái công việc phải làm, thì tôi nghĩ rằng nay ta sắp có công việc phải làm, khi mà đang bận rộn cái công, đang bận rộn làm cái công việc đó, ta sẽ không có thời giờ để tác ý để lời dạy của Phật. Do vậy bây giờ ta hãy tinh tấn. Thứ tư là khi làm xong việc đó, vì ta nghĩ rằng trong những thời gian làm việc ta đã bỏ nhiều thời gian cho công việc, không có dịp để tác ý đến lời dạy của Phật. Bây giờ công việc đã xong thì đã nỗ lực tinh tấn. Thứ năm
Và khi mà cái vị hành giả đi khất thực nhiều ngày mà vật thực có được rất ít, vì đó ăn không đủ no. Tuy nhiên vị đó nghĩ rằng do ăn ít như vậy thân ta sẽ được nhẹ nhàng linh hoạt, nên ta có thể tinh tấn. Thứ sáu tức là vị hành giả khi khất thực có đầy đủ thức ăn, khi ăn no rồi vị đó khởi lên cái suy nghĩ bằng trí tuệ là khi ta có một thực ăn no thì thân thể nó được khỏe mạnh, sức lực được tràn đầy, ta hãy tinh tấn nỗ lực. Đó là cái cách suy nghĩ để có sự tinh tấn. Thứ sáu, thứ bảy tức là khi vị hành giả nhiễm bệnh, tức là sắp có bệnh phát sinh, vị đó mới suy nghĩ rằng nay bệnh ít, nó mới vừa phát sinh, ta hãy tinh tấn nỗ lực để rồi biết đâu cái bệnh này nó càng tiến triển càng nặng thêm, thì lúc mà nặng thêm như vậy đó người ta phải nằm không có thời gian để mà thiền các ý lời dạy của Đức Phật, cho nên vị đó tinh tấn. Rồi khi vị đó bệnh mới hết, vị cái thứ tám khi bệnh mới hết vị đó cũng suy nghĩ nay ta vừa hết bệnh, biết đâu chừng bệnh này nó sẽ tái phát. Do vậy khi vừa hết bệnh ta hãy tinh tấn nỗ lực. Đó là cách suy nghĩ của vị hành giả để giúp cho tâm được tinh tấn, được nỗ lực. Thật ra chúng ta phải hiểu rằng bát thi thảm hay là bát đoan cần, cái này là do với trí tuệ suy tư, do trí tuệ suy tư. Và trí tuệ nó là một ở trong năm chi phần giúp trợ cho cái sự tinh tấn mà chúng ta học ngày hôm nay. Đó là một vài điều chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Trong thời gian chờ đợi thường tôi giúp đỡ sẵn những cái câu hỏi. Bây giờ đã thấy có câu hỏi đấy. Xin thỉnh thường tôi giúp đỡ trở lại. Khi nãy chúng tôi nói như vậy quý vị có nghe được rõ không? Dạ, cảm ơn thượng tọa. Dạ, tốt quá. Xin kính thượng tọa. Bình thường tôi thực sự có một điều ở trong Phật pháp đó mà cảm thấy là có những vị nghe pháp rất ít nhưng mà lại đắc đạo chứng quả. Ở trong chùa có những người học Phật pháp không nhiều nhưng mà đức tin rất mạnh, rất kiên cố và rất là chánh tín, nhưng mà lại có nhiều vị học nhiều, lý luận nhiều, nói gì cũng biết nhưng mà lại đức tin kém, mà đôi khi lại lại phiền não nhiều. Thì tại sao cái nó có một cái chuyện mâu thuẫn là đáng lẽ mình học Phật pháp nhiều thì đức tin mình là mạnh mới đúng, chứ tại sao mà lại có trường hợp như vậy? Xin thì tôi quan nghĩ giải thích về điểm này. Kính thính thì tôi.
Trong cái sự tu tập, tại sao chúng ta có những mâu thuẫn như vậy? Tôi xin thưa rằng là dựa trong cái câu thảo luận số 1, tại sao có những vị học hiểu rồi pháp ít đức tin lại mạnh, trong lúc có một số vị thì học nhiều Phật pháp mà đức tin lại kém. Thì ở đây thôi, chúng ta cũng phải nói là có bốn hạng người. Có những vị, có người học pháp ít mà đức tin mạnh, có người học pháp nhiều mà đức tin kém, có người học pháp ít và đức tin kém, có người học pháp nhiều đức tin mạnh. Nếu có một, có bốn lý như vậy thì có bốn hạng người như vậy thì nó mới bao trùm hết. Nhưng mà ở đây chúng ta trả lời cho hai hạng thôi, tức là tại sao có những người học hiểu pháp ít mà đức tin mạnh. Ở đây thứ gì, người mà họ có khuynh hướng vô tham, khuynh hướng vô sân, khuynh hướng vô si, họ có khuynh hướng xuất gia, họ có khuynh hướng viễn ly, họ có khuynh hướng xuất ly. Thì người mà có được sáu khuynh hướng như vậy, anh trai sẽ dán, thì người đó dồn cho họ học Phật pháp ít, nhưng mà họ biết được bao nhiêu thì họ tinh tấn nỗ lực bao nhiêu. Bởi vì cái chuyện mà tu tập bằng cái đức tin đối với Phật pháp thì đâu đợi nhiều hiểu biết nhiều, có kiến thức rộng mới là có đức tin đâu. Người này khi mà có khuynh hướng viễn ly, khuynh hướng nhàm chán đối với cuộc sống đầy đọa khổ đau này, thì đối với người đó dù cho họ học ít nhưng mà họ nhớ biết rằng Đức Thế Tôn là vị đã thoát khỏi sự khổ đau này, và Ngài thuyết pháp để thoát khỏi sự khổ đau. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn thực hành thân giáo pháp để thoát khỏi sự khổ đau này, biết bè là tịch tịnh. Trong trạng thái ấy không có cái sự khổ đau này, vì đó chỉ cần hiểu bao nhiêu đủ để nhàm chán cái sự luân hồi, về nhàm chán sắc thân này và sợ hãi cái sự luân hồi, vì đó đã có đủ cái niềm tin nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng, nơi đạo quả giải thoát. Nói như vậy nhưng không có nghĩa là những vị hoàn toàn những vị ít học hiểu Phật pháp lại có đức tin mạnh nha. Cái đó nó rơi vào cái hạng người và chúng tôi mới vừa nhắc này, là có người họ lười biếng, không có thiết tha trong cái việc tu học,
Cho nên khi đã xuất gia rồi, hay là người Phật tử khi đã quy y rồi, nhưng mà họ thờ ơ lãnh đạm trong cái việc mà học pháp đó, thì người đó học pháp ít và đức tin của họ cũng kém, bởi vì họ không có sự nhận thức được cái khổ đương thừa. Cho nên thì cái việc mà học Phật pháp ít nó cũng có hai trường hợp: một là đối với người có sáu cái khuynh hướng khác, người đó học ít nhưng mà có đức tin mạnh, còn có người giữ hạm phận không. Còn trường hợp thứ hai là có một số học nhiều Phật pháp mà đức tin là kém. Có những người họ xuất gia trong giáo pháp này, họ gặp cái gì cũng học, nhưng mà nếu như họ làm tăng trưởng dục mạng, tức là có cái tham vọng, gọi là dục tranh đá, có tham vọng là mình sẽ có uy tín, mình sẽ có nhiều tín đồ, sẽ có hội chúng đệ tử, sẽ có cái thế lực ở giữa tăng chúng, rồi mạng tăng trưởng, tức là họ ỷ, họ học giỏi, cho nên họ xem thường các vị trưởng lão, họ xem thường các vị tỳ kheo, và họ xem thường pháp. Họ nghĩ rằng là ở trong kinh điển họ đã học hết rồi, cho nên cái gì trong cái tiểu nói thì họ hiểu hết, do đó họ tự cảm thấy rằng cái trí tuệ của họ ngang bằng với Đức Phật, cho nên đức tin của họ kém, cũng giống như 500 vị tỳ kheo ở tại Uttara xuất phát vấn đá gì đó, xuất phát tài giác. 500 vị tỳ kheo này xuất thân từ Wesley dòng Litui, là 500 chàng thanh niên thông suốt tâm thị đà, thông minh lắm. Khi mà xuất gia rồi thì 500 vị đó nghe Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật nói cái gì 500 vị đó cũng hiểu đó. Cho nên các vị đó khởi lên cái tâm kiêu mạn, nghĩ rằng hãy Đức Phật Thế Tôn là thuyết cái gì thì chúng ta hiểu cái đó, cho nên cái sự hiểu biết của chúng ta ngang bằng với Đức Thế Tôn. Vì vậy cho nên họ ít khi họ chịu đi xa để tìm đến ý kiến Đức Phật, để đảnh lễ Đức Phật. Họ ít lắm. Cho đến một ngày kia Đức Thế Tôn là thấy dương lành của các vị đó, nhưng mà bây giờ trước nhất là phải tạo cho các vị đó có tên nơi nơi ngài và dẹp trừ cái ngã mạn đi. Cho nên ngài đi đến tại Okatha, khu rừng Okatha, tại cái xứ Okatha đó, khu rừng xuất phát tại đấy, 500 vị tỳ kheo đó đang ở đấy và tụ họp lại để chào đón Đức Thế Tôn. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn thuyết cái bài kinh gọi là Sapathamma Mula Pajayasutta, bài kinh căn bản pháp môn, trong bộ kinh bài kinh số 1. Thì lúc bây giờ các vị tỳ kheo đó họ ngồi nghe, họ không hiểu, họ không hiểu. Lúc bây giờ họ tự nghĩ rằng như vậy thì có những vấn đề Đức Thế Tôn hiểu, các bậc thánh A-la-hán hiểu, các vị hữu học hiểu,
Nhưng mà những vấn đề này thì chúng ta hoàn toàn một cách chúng ta không hiểu được. Cho nên cái tâm ngã mạn của họ được trừ diệt. Và lúc đó có một số vị tỳ kheo khác đi theo Đức Phật. Số vị tỳ kheo đó mới nói rằng Thật là vô lượng, Ngài đã thuyết pháp khiến cho 500 vị tỳ kheo trước đây kêu mạng, bây giờ thì đã dẹp đi cái sự ngã mạn. Và khi mà các vị tỳ kheo kia đó, các vị tỳ kheo Lichavi nghe cái bài pháp này thì từ đó về sau không còn cái tâm ngã mạn kiêu mạn nữa, và bắt đầu có đức tin với Đức Phật. Sau đó Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết cái bài kinh Gotamaka ở tại Gotamaka. Các vị tỳ kheo này đã chứng quả là nhờ nghe bài kinh. Cho nên ở đây đó, chúng ta cũng nên biết rằng là những người học Phật pháp nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều mà có tham vọng lớn, người bị đó đánh mất cái niềm tin của mình đối với Phật pháp tăng. Vì đó học Phật pháp nhiều, vì đó có cái sự kiêu mạn về kiến văn của mình, thì vì nó đánh mất cái lòng tin đối với Phật pháp tăng. Cho nên học Phật pháp nhiều, người đó học Phật pháp nhiều bị đức tin kém là như vậy. Nhưng mà nó cũng nói thêm rằng là không phải ai học Phật pháp nhiều cũng có tham vọng và cũng có tâm kiêu mạn đức tin kém đâu. Có một hạng người thứ tư là khi họ xuất gia vào trong giáo pháp này, hay họ đi đến với giáo pháp này, họ hỏi Phật pháp rất tinh tấn, họ hiểu biết nhiều về giáo pháp, mà càng hiểu giáo pháp thì họ càng kính tin Đức Phật, và họ lại có một cái khuynh hướng tốt đẹp là khuynh hướng của tâm sân si, khuynh hướng xuất gia, khuynh hướng xuất ly, khuynh hướng viễn ly. Do đó cho nên đối với người này học Phật pháp càng biết nhiều thì họ càng có đức tin mạnh lên. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng theo bốn trường hợp, theo bốn trường hợp thì ở đây sẵn giải thích cái trường hợp tại sao một người có khi những người học học pháp kém, học pháp ít mà đức tin mạnh, có những người học pháp nhiều mà đức tin kém. Thì chúng tôi cũng sẵn đó chúng tôi nói thêm về người học pháp ít đức tin kém, học pháp nhiều và đức tin càng mạnh, nhiều hơn càng mạnh hơn. Tôi xin được trả lời cái câu hỏi một và từ đối với đám vừa nêu Nam Mô Bổn Thầy nhà. Sa thú kính trường thưa tổ thầy siêu. Và thưa tổ thầy siêu xin thưa tổ trả lời cho một câu nữa rồi thỉnh thưa tổ đi nghỉ. Thưa tổ thầy siêu, người đời rất có được gì họ nói câu này nó hay hơn bằng hơn. Và cái quan điểm mà mình sống là do cái phước nhiều hơn cái sự nỗ lực ấy, thì nó có vẻ là nó nổi trội ở trong cái nhìn của nhiều Phật tử. Lấy ví dụ như có nhiều người nghĩ rằng mình cố gắng chăm sóc sức khỏe, nhưng thực ra cái người khỏe hay không khỏe là do phước thôi. Có phước ấy, thì dù là ăn uống không kiêng cữ thì nó vẫn khỏe, mà đã là người mà không có phước rồi đó thì dù kiêng cữ cách mấy thì cũng bệnh tật như thường. Có nhiều người rất khỏe rồi tự nhiên bị ung thư chẳng hạn. Thì theo sự tọa từ siêu nghĩ đó, với cái nhìn của những người như vậy nên được giải thích như thế nào? Chúng ta có nên tin vào nỗ lực hay là chúng ta nên phó thác cho nghiệp lực? Xin kính thỉnh sự tọa quan hệ trở lại. Một ngày kính bạch cho tăng kính thưa
Chúng ta không nên quá tin vào nỗ lực cá nhân và cũng không nên phó thác hoàn toàn cho mình. Một người sống được khỏe mạnh, được an vui và được hanh thông trong cuộc sống, nó cũng một phần là do cái sự nỗ lực cá nhân và một phần nữa do nơi cái nghiệp lực của phước báo. Cho nên khi Đức Phật này dạy rằng chúng ta có hồng quang thì chắc có lẽ là bây giờ cũng còn nhớ. Mọi người chúng ta sống nó có hai, nhờ nó có hai cái yếu tố. Thứ nhất, của thà năng phát chi vi, tức là sống do nhờ kết quả của nỗ lực. Và thứ hai, vừa vui nhất phát chi vi, tức là sống do nhờ kết quả của phước báo. Phước mà chúng ta đã tạo thì phát sinh. Cho nên khi một người hiểu được hai cái điều đó, chúng tôi cũng thường nhắc cho các Phật tử ở đây, trong những khi mà họ lập phước, họ trai tăng cũng dường của con chỉ cần phải nhắc cái điều đó. Tức là chúng ta tin tưởng vào phước báo, chúng ta đã tạo cái nghiệp thiện ở trong quá khứ, nó sẽ phát sinh lên quả. Nhưng mà chúng ta không phải quá tin ở đó thì ngay trong hiện tại chúng ta lại nằm đó chúng ta chờ đợi, chỉ chờ đợi cái phước báo cái kết quả mà chúng ta không có chịu làm cái gì để được. Còn nếu mà một người nỗ lực nhưng mà họ không tin vào phước báo và không ráng vốn về cho chúng ta của người ta, không ráng tạo phước để dành trước, thì như vậy đời sống của họ nó sẽ gặp cái sự thất bại. Dù cho họ có nỗ lực thì họ cũng đóng, dù họ nỗ lực họ cũng thất bại chứ không có thành công. Với lại nghiệp thiện ở quá khứ mà chúng ta đã làm ngay trong hiện tại này, nó trổ quả được là do nhờ cái vô hóa xong tiếp, tức là do nhờ cái sự nỗ lực để chúng ta hành thiện. Chúng ta nỗ lực thì chúng ta làm thiện đó, chúng ta làm tốt đó, thì đó là cái môi trường để cho cái nghiệp lực nghiệp thiện ở trong quá khứ nó có cơ hội được trổ quả. Cũng giống như cây mà chúng ta trồng ở dưới đất, chúng ta nói cái giống cây này cái rễ nó rất là mạnh, nhưng mà nếu chúng ta đem trồng xuống đất rồi mà chúng ta bỏ phế, chúng ta không chịu tưới, không chịu bón phân cho nó, chúng ta nghĩ là cái rễ nó mạnh thì tự nó đi tìm đất thì nước để nó sống, thì làm nó bị có khi nó bị thất bại. Vậy là phải tưới lúc ban đầu. Trồng thì lúc đã xâm xuê thì lúc bây giờ tận nó có thể banh rễ mạnh cũng bị. Mặc dù chúng ta biết rằng có thể là do cái nghiệp thiện ở quá khứ chúng ta có làm cho nên hiện tại chúng ta được cái lòng tự tin, hay là chúng ta được tài sản, hoặc là chúng ta được cái thân thể khỏe mạnh vân vân, đẹp trai xinh gái gì đó, mặc dù biết
Nghiệp quá khứ chúng ta có làm, nhưng mà hiện tại chúng ta phải nỗ lực nữa. Và ví dụ giống như là trường hợp, mặc dù chúng ta vẫn biết nếu ở quá khứ ta là người giữ giới, không có sát sanh, không có đánh đập chúng sinh khác, thì Đức Phật ngài có nói trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, thì người mà do cái hành động, do cái pháp hành từ bỏ sát sanh, từ bỏ đã thương chúng sinh khác, đời sau được cái thân khỏe mạnh và được sống lâu, mặc dù vậy. Nhưng mà chúng ta không biết được là mình có làm được bao nhiêu thiện rồi, thì ngay trong hiện tại chúng ta phải nỗ lực bằng cách nào? Chúng ta muốn được khỏe mạnh, được sống lâu, thì chúng ta cũng phải nỗ lực trong vấn đề chúng ta có kiểm soát trong cái việc ăn, việc uống, việc ngủ nghỉ, việc hành động quay nghi với chúng ta cho nó điều hòa. Bởi vì nếu mà chúng ta ăn uống bừa bãi thì nó vẫn có thể lại sinh bệnh, bởi bệnh nó phát ra đi không phải do nghiệp quá khứ, mà nhiều khi do nhân hiện tại. Đức vua Vasenadi là một vị hoàng đế, là một vị vua, thì quý vị biết cái phước báo đương nhiên phải có rồi. Nhưng mà Đức vua vì cái chế độ ăn uống hàng ngày, khi mà nhà tù cứ là đem lên tới tấp những cái vật thực buổi sáng, giữa buổi, rồi buổi trưa, rồi nửa buổi chiều, rồi buổi tối, khiến cho Đức vua không thể nào tiêu hóa thực được, khi mới ăn vào rồi ăn nữa. Lâu ngày Đức vua sinh ra cái bệnh tiêu hóa và tiêu tụy. Một lần Đức vua đi đến Đức Phật, Đức Phật gặp ngài, thấy vậy ngài mới hỏi: này đệ vương, sao đệ vương trông có vẻ không khỏe? Đệ vua kể lại cho Đức Phật nghe. Đức Phật làm nói dạy mà kể rằng những người thường chánh niệm khi ăn biết tiến độ, ăn ít cảm thọ mạnh già, cảm thọ dài. Vô nghe vậy thôi, mới nói với cái vị quan đại thần trẻ tuổi đứng bên cạnh nói: này hãy học thuộc cái bài kệ đề từ đây đến Thế Tôn, khi mà trở về hoàng cung, mỗi lần mà trẫm cái giờ ngự thiện á, cái giờ ăn á, thì anh hãy đọc lên cái bài kệ này để nhắc nhở trẫm. Quả thật về khi mà vua về vì được nhắc nhở cho nhớ cái bài kệ mà Đức Phật đã dạy, thì bắt đầu Đức vua tiết chế trong cái việc ăn uống, ăn chừng mực, buổi sáng ăn ăn vừa phải, rồi cho đến khi đói ăn nữa cũng ăn vừa phải thôi. Nhờ nỗ lực trong cái việc mà kiểm soát ăn uống như vậy đó, chỉ trong 7 ngày sau là Đức vua khỏe mạnh trở lại, hồng hào trở lại và linh hoạt trở lại, tay chân linh hoạt trở lại. Đức vua đã đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời quả thật đã đem lại sự an lạc cho chúng sanh, trong đó có cả con nữa. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta tin tưởng cái phước báo, nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng có những trường hợp nó vẫn do cái nhân hiện tại. Nếu mà chúng ta ý lệ rằng nếu mà có phước thì có phước, nhưng mà hiện tại mình phải làm cái gì cho nó đúng, nó đúng cho cái đường lối, đúng cho cái vương cách đó, thì chúng ta mới khỏe được, chúng ta mới được hanh thông. Nếu mà bây giờ chúng ta nghĩ thì có phước, chúng ta chỉ nằm đó chúng ta ngủ ngày thôi,
là chúng ta sẽ phải bị chết đói. Nếu không có nỗ lực đi làm nghề nghiệp, đi kiếm tiền lương, đi làm trong công ty, để tạo cho mình công việc nghề nghiệp gì để mà có tiền mà xoay sở mình sinh sống, thì chúng ta vẫn đói. Nếu nằm ở chỗ chúng ta nguyện cầu nhờ cái phước, mà phước đâu cũng thấy nhiều, thấy chúng ta đói trước mắt cả. Cho nên chúng ta một mặt thì chúng ta phải nỗ lực, một mặt thì chúng ta tin vào cái nghiệp lực. Chúng ta không nên quá tin vào cái sự nỗ lực mà không tin vào cái nghiệp lực. Chúng ta cũng không nên quá tin vào cái nghiệp lực ở quá khứ và chúng ta bỏ, không có nỗ lực ngay trong hiện tại thì cũng thành công. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của người gia đình về Nam Mô Bổn Thầy. Sao thủ kính trình thừa tòa tổ sư, đại đức pháp tính, đại đức tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức pháp tính đang có mặt ở trước máy xin dạ. Đại đức pháp tính, nếu một người mà ở trong cuộc sống ai cũng nói là mình nên cố gắng tối đa, nhưng mà có nhiều người nói rằng ở trong cái cuộc sống mà nó căng thẳng, nó bận rộn nhiều quá thì mình nên học thư giãn hơn là mình lúc nào cũng cố gắng, thì chúng ta có nên cố gắng tối đa hay không, hay là chúng ta nên giảm bớt để chúng ta có thời gian thư giãn? Kính thỉnh đại đức pháp tính. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ con xin thỉnh sư phụ. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ, các vị thiền nam tín nữ. Dạ, hồi nãy quý vị có ai nghe cái câu câu thảo luận thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu ra hay không? Quý vị hoan hỷ, quý vị sẽ chat lên dùm chúng tôi. Dạ, con cảm ơn thượng tọa Giác Đẳng. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu ra, trong cuộc sống thật tất bật với công việc, chúng ta có cần giảm bớt tinh tấn để thư giãn hay không? Thì cái điều này thì thật sự ra đó, chúng tôi chia sẻ với một cái điều sự thật mà chúng tôi đã trải nghiệm qua rồi. Có nghĩa là cái đời sống này nó rất là tất bật, nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách tu tập, có nghĩa là mình học, mình tu học như thế nào, mình vận dụng vào cái đời sống như thế đó, thì chúng ta sẽ tăng thêm sức mạnh, tăng thêm sức mạnh đó. Cũng như có những lần chúng tôi chia sẻ với quý vị, có những lần chúng tôi bị bận giảng ở room Pháp Cú một thời khóa, rồi ở trong lớp Phật Pháp tiếp theo một thờ nữa. Thì quý vị biết lúc đó chúng tôi ngồi, chúng tôi suy nghĩ, bây giờ cái câu kệ nó ngắn như vậy, cái bài pháp ngắn như vậy, rồi trong cái thời gian này thì làm sao mà mình đủ ý để mà mình nói, mình thuyết giảng cho nó đủ cái thời gian mà cái người nghe người ta không nhàm chán. Quý vị biết chúng tôi rơi vào cái trường hợp đó lắm. Rồi mình cứ lo mình coi tài liệu, mình cứ lo mình coi bây giờ mình soạn cái phần nào, soạn cái chỗ nào, thì chúng tôi càng càng lo càng lo, thì nó sẽ bị càng, cũng như là nó rối, nó càng rối, nó càng sanh lên cái sự lo âu, cái sự mà buồn rầu. Thì quý vị biết rằng cái lúc đó
chúng tôi mới tạm ngưng, để qua một bên hết. Chúng tôi mới đi ngồi lại một cái chỗ nào nó yên lặng tí xíu, chúng tôi hành thiền. Chúng tôi hành thiền. Thật ra đó thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi hành thiền chỉ có 15 phút thôi. Chỉ có 15 phút thôi. 15 phút thôi hành thiền, niệm hơi thở, lễ bái tam bảo ngắn, rồi sau đó ngồi hành thiền để mà theo dõi hơi thở. Thì quý vị biết rằng trong một cái lúc 15 phút thiền đó, sau khi mà không còn hành thiền nữa, thì quý vị biết rằng là tự nhiên chúng tôi nghĩ đến cái chi pháp đó, là mình nhớ ngày xưa mình học, mình định nghĩa như thế nào, rồi cái chi pháp đó nói lên cái ý nghĩa gì, rồi có thiết thực ở trong cái đời sống này hay không. Quý vị biết rằng là tự nhiên khỏi cần mở sách ra, khỏi cần mở sách ra là coi nó ào ào vậy đó. Đó cũng như quý vị thấy rằng thật sự ra cũng như cái ngày chủ nhật vừa rồi đó, chúng tôi nói về cái truyền cái, thì tự nhiên mình khi mà mình hành thiền xong rồi đó, mình ngồi mình thấy đúng hồi lúc trước mình học đó, nói về dục dục cái, có khi là do nó bị tác động ở bên ngoài nó sanh lên dục dục cái, là như là trường hợp nào. Thí dụ như bây giờ tự nhiên mình thấy nhà cửa xe cộ cảnh sát rồi, hoặc là mình nghe âm thanh, hoặc là mình ngửi mùi vân vân, thì mình có cái sự mà tham muốn, mình thích thú ở trong đó, thì cái dục cái đó nó sanh lên là do cái đối tượng, cái cảnh ở bên ngoài. Rồi chúng tôi ngồi, chúng tôi nhớ hồi lúc trước mình cũng học, cũng có những cái trường hợp mà do nó bị nhìn thấy cái cảnh nội phần, có nghĩa là ở bên trong mình nó khởi lên dục cái, thì chúng tôi ngồi, chúng tôi nhìn, chúng tôi nói đúng chứ. Ví dụ như giờ mình có làn da đẹp thì mình cứ ngắm làn da mình hoài thì nó cũng khởi lên dục cái thôi. Hoặc là giờ ai nói mình cái tướng mình vạm vỡ nha, cái thân hình mình có cái thân hình vạm vỡ rồi này kia, hồi xưa có tập thể dục không, hồi xưa có tập tạ này kia không, hồi xưa có thể thao rồi không, mà sao vạm vỡ vậy đó. Thì lâu lâu tự nhiên mình ngồi mình nhìn cái thân mình rồi mình nhớ những cái câu của người nào, thì lúc đó nó cũng khởi lên cái dục cái, cái tham ái đối với cái thân này đó. Thì quý vị biết rằng là khi mà chúng tôi muốn nói ở đây, khi mà tự nhiên là mình hành thiền xong đó, là mình ấy mà mình suy tư đến chi pháp nào là nó sẽ thực tế, mình tự nhiên là mình thấy, mình thấy rõ cái chi pháp nó liên quan đến cái đời sống hàng ngày, liên quan đến cái đời sống hàng ngày. Hồi trước đó, là mình nghĩ rằng là mình học đó, là như là giống như hồi xưa mình đi học giáo khoa, học ở trường học như vậy đó. Chứ mình nghĩ không có ảnh hưởng gì đến cái đời sống mình đang sống gì hết đó. Nhưng mà sau khi mà tu tập một thời gian, sau khi mà mình hành thiền đó, rồi mình nhớ đến những cái gì mà mình đã học, rồi mình coi nó có liên quan với cái đời sống này không, hay là những cái pháp này là nói về cao siêu ở đâu ở trên lưng lửng đó. Nó thì bây giờ lúc đó mình mới phát hiện ra là những cái pháp mà mình học đó, cảnh ngoại phần nội phần là nó liên quan tới cái đời sống của mình hết, bên ngoài của thân này và bên trong của thân này đó, chứ không phải là những cái triết lý gì đó nói mà những cái chuyện xa vời đó, là nó ở xung quanh mình, nó diễn ra hàng ngày trong cái đời sống mình đó. Thì chúng tôi muốn đem cái những cái gì mà chúng tôi trải qua rồi đó, chúng tôi chia sẻ với quý vị, thì cái điều này thật sự là ở trong cái đời sống sự, nếu mà mình giảm bớt cái sự tu tập mà để mà mình đi thư giãn đó, thật sự ra đó mình đi thư giãn đó, nó chỉ được một chút xíu thôi, nó có quý vị. Ví dụ như giờ mình mệt quá không, mình mệt quá bây giờ mình đi ra quầy biển ăn đồ biển rồi vô phòng lạnh ngủ lát ra ngắm cảnh, nhưng mà cái đó nó chỉ nhất thời thôi, nó nhất thời thôi, rồi mình suy nghĩ đến là bây giờ công việc nó tiếp tục như vậy, hoặc là mình gặp những cái cảnh này cảnh kia, rồi mình nhớ lại thời xưa, rồi mình cũng đau buồn, hoặc là mình cũng ngã mạn, ở trong đó nó đủ thứ chuyện hết
à, nó chỉ nhất thời như là nó dỗ về cái thân này thôi, à, nó dỗ về cái thân này thôi, à, chứ nó không có trị được ở trong cái tâm của mình. Mà quý vị thấy rằng giữa cái cơ thể này nè, thân và tâm, à, hai cái sức mạnh, thì cái sức mạnh của tinh thần á, cái sức mạnh của tâm á, luôn luôn lúc nào nó cũng phải chiếm ưu thế. Cái tâm mình mà khỏe đó, mình làm cái gì cũng được quý vị. Thật ra đó thì tôi, chúng con cũng bạch với chư Tăng là từ hồi sáng đến giờ đó, mà con ở trong bệnh viện Đại học Y Dược để mà lo cho sư trưởng đang nằm cấp cứu ở Đại học Y Dược. Thì sáng đưa vô rồi đến trưa đó thì cũng tưởng là ổn định, tưởng là bác sĩ sắp xếp phòng để cho sư trưởng nhập viện. Nhưng mà đến cuối cùng đến 12 giờ trưa đó, thì bác sĩ điện thoại là bác sĩ nói thôi bệnh nặng quá rồi, bây giờ một là đem qua Chợ Rẫy để trị, hai là đem qua bệnh viện 115 để trị. Thành ra quý vị biết rằng tức tốc chúng tôi phải chạy lên bệnh viện liền, chạy lên bệnh viện liền nói với bác sĩ, mười mấy năm nay là trị bệnh ở Đại học Y Dược thôi, đó đã quen rồi, bây giờ đi qua khác làm lại thủ tục rất là mệt, theo dõi một thời gian rất là mệt. Thành ra bác sĩ ráng trị giúp cho hòa thượng, chứ bây giờ tôi không có chịu chuyển nữa. Nhưng tôi chuyển đi, mỗi lần chuyển đi là làm thủ tục lỡ hết tất cả, thành ra rất là mệt, không có đủ sức để làm, không có đủ cái sự kham nhẫn để làm, thành ra cũng như là giống như năn nỉ bác sĩ vậy đó. Thì cuối cùng bác sĩ người ta cũng nhận là bệnh viện Đại học Y Dược sẽ nhận điều trị. Thì quý vị biết rằng chúng tôi hơn 6 giờ rưỡi chúng tôi mới rời khỏi bệnh viện, mà tại vì chúng tôi đuối sức quá rồi, nhưng mà bây giờ thì vẫn còn nằm ở trong cấp cứu, chưa có phòng để tách rời ra khỏi cái phòng cấp cứu, phải chờ ngày mai ngày mốt đó. Rồi quý vị biết rằng bây giờ sư trưởng thì cũng nằm trong bệnh viện, rồi thân mẫu của chúng tôi thì cũng đang nằm bên kia, cái nước dịch nó mọt, cái vết mổ xong rồi đó, thì cái nước dịch nó chưa có mờ nữa, nó chưa có hết nữa quý vị. Rồi bây giờ cứ nghĩ bên đây á, hòa thượng mình ở cả ngày, rồi giờ không lẽ rồi tự ở Sài Gòn á, mình đi thẳng về luôn, mình không ghé qua mình thăm thân mẫu mình, mẹ mình, thì cũng không được, mình cũng phải ráng chạy qua thăm tí xíu quý vị, nửa tiếng đồng hồ rồi mới chạy về. Vừa chạy về đến đây thì chúng tôi biết chắc là các vị sư là bận công việc rồi, là chúng tôi chỉ kịp rửa mặt tí xíu là vô room liền, vô lớp học liền, 9 giờ đó. Thành ra đó, thật ra đó quý vị biết rằng nếu mà mình không có cái phương pháp tu, ngay khi mà ngồi ở trên xe đó, tài xế chở chúng tôi là chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý là khi mà mình trở về phòng á, là mình làm cái gì, mình sẽ vô ở trong phòng, mình sẽ rửa tay rửa chân rửa mặt, rồi mình nấu miếng nước nóng mình uống cho nó khỏe, rồi bắt đầu là tiếp đó mình sẽ làm gì làm gì. Nói chung là chúng tôi ngồi trên xe á, là chúng tôi đã sắp đặt rồi. Thì thú thiệt với quý vị á, những cái điều này á, chúng tôi cũng được học từ hòa thượng rất nhiều, được học từ sư trưởng rất là nhiều. Mỗi lần có cái chuyện gì đó thì sư trưởng thường có sự suy nghĩ trước, sắp đặt từ từ đó. Chúng tôi phải nói rằng khi mà trong cái thời gian mà ở với sư trưởng mà chúng tôi học rất là nhiều. Ví dụ như có những lần người ta pha cái loại cà phê đó cho mình uống, mình không thích, mình nói không, tôi quen cái cà phê kia, cà phê này tôi không uống. Lúc đó sư trưởng chỉ nói chúng tôi một câu một thôi: có người pha cho uống là tốt lắm rồi, có người pha cho uống là tốt lắm rồi, mình nên uống, cái gì mà mình cảm thấy mình thích đó thì mình uống nhiều tí xíu, còn gì mà mình không thích đó thì mình uống vừa chừng thôi. Đó mà mình phải biết rằng là có người làm cho mình là tốt lắm rồi. Từ đó trở đi đó, quý vị biết rằng là chúng tôi coi như là chúng tôi nhớ cái câu mà có còn hơn không. Có còn hơn không. Từ đó mình học được là coi như là mình không có khệ nệ, mình không có chê được cái gì hết. Mình phải sống theo cái những mình phải bằng lòng
Ngài vừa lòng với những gì mà mình có. Thì thành ra đó, quý vị biết rằng chúng tôi muốn kể ra những cái điều này thì tôi biết rằng là chúng tôi là một cái người gặp sư trưởng hình như là rất là sao, hình như là sao chót hết đó. Nhưng mà trong cái thời gian mà chúng tôi ở gần, chúng tôi học rất là nhiều, rất là nhiều về một cái vị trưởng lão, một cái vị mà có cái kinh nghiệm rất là nhiều đó. Thành ra đó, chúng tôi nghĩ rằng trong cái câu hỏi này đó, nếu mà đời sống của mình nó tất bật quá, mình mà thư giãn đó, mình giảm bớt đi cái sự mà tu tập đó, mà mình thư giãn đó, thì thật sự ra nó chỉ dỗ về được cái thân này thôi, nó dỗ về được cái thân này thôi. Chúng tôi bảo đảm mình chỉ dỗ về được cái thân này thôi. Còn nếu mà mình mà có cái sự tu tập đó, thì mình mới coi như là làm cho cái tâm của mình nó mạnh hơn, nó mạnh lên được quý vị. Mà cái quý vị nên nhớ rằng cái tâm của mình nó mà mạnh là mình sẽ chi phối được hết tất cả những cái công việc nó thuộc về thân. Còn nếu mà bây giờ cái thân mình mà nó khỏe mạnh đi, nhưng mà cái tâm mình nó yếu là coi như là nó ảnh hưởng liền. Nó sẽ làm cho mình giống như là bị lợi dưỡng quá đó. Lợi dưỡng quá đó. Thành ra đó, ở trong cái câu này nếu mà kết lại thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái cuộc sống tất bật với công việc, nhưng mà chúng ta phải ráng thêm cái sự tu tập, nhất là những cái gì mà tu tập làm cho tâm của mình nó mạnh thêm. Giống như là mình bồi bổ cho cái tâm của mình nó mạnh thêm, thì lúc đó nó sẽ làm được nhiều việc hơn, và nó sẽ từng tự và nó giải quyết rất là hay. Giống như là một cái người mà người ta khống chế được, người ta khống chế được tất cả các công việc đó, nên nó tốt hơn là mình thư giãn. Tại sao? Tại vì mình thư giãn thì chỉ có làm cho cái thân này nó được, như là nó được cái sự tiếp sức của vật chất, nó chỉ khỏe ở trong một chừng mực nào đó thôi. Nhưng mà cái sự tu tập nó sẽ làm cho mình mạnh lên cả hai phương thân và tâm. Và đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Dạ. Sao thôi cái trường Đại Đức Quy Thông có nghe được không? Nếu Đại Đức Quy Thông nghe được, xin Đại Đức Quy Thông hoan hỷ cho đáp án, cho trả lời từ câu thảo luận số 4. Một lần nữa xin được hỏi Đại Đức Quy Thông, Đại Đức Quy Thông có nghe được không? Đại Đức Quy Thông không nghe được gì. Xin thỉnh Đại Đức Quy Thông cầm mic trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ, con cầm mic được nhưng mà không thấy câu hỏi bị té. Liên xin quý vị nào post lên giùm. Dạ, dạ. Câu thảo luận 4 hỏi rằng nhiều người tin rằng muốn có trí tuệ học hỏi nhiều Phật pháp thì có cách nào khác? Dạ, muốn có trí tuệ thì thứ nhất là phải quán Vipassana, còn cái quán Samatha đó thì để có một cái thiền định, thì có nhiều cái Samatha thì sẽ có thần thông. Còn cái quán về muốn có trí tuệ đó là thứ nhất đó là phải học kinh rồi tư duy về những gọi lời dạy của Đức Phật, và những điều mà Đức Phật giảng dạy là ly dục ly ác bất thiện pháp. Nếu mà chúng ta không ly dục, không ly ác bất thiện pháp thì không thể nào có trí tuệ, bởi vì cái đó là cái căn bản của trí tuệ. Ly dục ly ác bất thiện pháp rồi tu hành thì mới có cái trí tuệ. Khi mà ly dục ly ác bất thiện pháp thì mình thấy rằng nếu cái philosophy của mình là không làm ác, tức là Đức Phật giảng dạy rằng tu hành là bỏ xa ác pháp và làm cái thiện pháp, và đó là cái căn bản. Người nào mà nói mà tu hành mà vẫn còn bồ bịch,
rồi enjoy sex hay là cái gì đó, thì cái người đó không phải là kẻ tu hành, không phải là đệ tử Phật. Vì vậy cho nên đối với câu thảo luận số 4 là người, nhiều người tin rằng muốn có trí tuệ thì cần phải học hỏi nhiều, đó là một cái điều kiện. Nhưng mà học hỏi nhiều mà phải quán sát, mà quán vipassana để thấy rằng trên thế gian này mọi vật đều vô thường, và hễ vô thường là khổ, và tất cả thế gian này kể cả thân thể chúng ta đều không có cái entity, là cái cốt lõi của nó, gọi là cái ngã, nó không có. Có cái ngã đó. Tất cả cái thân thể chúng ta, một cái body này mà còn sống á, thì cho chúng ta có một cái biết, cái chiết tá, là cái tâm, là cái khả năng biết cảnh. Và nếu mà chúng ta luyện tập dùng cái chiết tá này, nó vô thường này, mà để tu tập để thấy được cái trí tuệ, thì chính cái trí tuệ này á, là cái giác ngộ của chúng ta. Cho nên Đức Phật đã giảng dạy rằng một vị Phật đúng nghĩa là một vị Phật không có cái thân ngũ quẩn. Khi nào mà còn cái thân ngũ quẩn là vẫn còn cái bệnh thân đó. Cho nên cái mà trí tuệ giác ngộ của chúng ta là điều cần thiết. Đức Phật Ngài đã giảng dạy rằng một người mà mất cha, mất mẹ, mất tiền, mất của, mất tất cả mọi cái, tất cả những cái mất đó Đức Phật gọi là cái mất tí xíu à. Chỉ có cái trí tuệ của chúng ta mà chúng ta mất đi thì đó là một cái mất lớn lao. Và kính thưa chư vị, cái trí tuệ mà chúng ta đạt được do quán sát thì nó sẽ không bao giờ mất, bởi vì cái đó là cái thực chất của chúng ta. Mà cái thực chất này là nó vô ngã vô tướng, mà nhờ nó vô tướng cho nên nó không bị mất, thì nó sẽ theo cái chúng ta cho đến khi chúng ta chứng đắc A-la-hán. Và đó là cái cứu cánh của tất cả những người chân tử có mặt trong cái room này. Kính thưa sư phụ, câu thảo luận số 4, nhiều người tin rằng trí tuệ thì cần phải học hỏi nhiều theo Phật Pháp, thì có cách nào khác? Và học hỏi nhiều là một cái điều kiện, và cái cách khác là phải quán Vipassana. Và cái quán Vipassana để làm gì? Để thấy rõ thế gian này là vô thường khổ, là vô ngã, để chúng ta mới hoàn toàn xả ly, không còn dư thừa. Nếu mà chúng ta có cái quan niệm hoàn toàn xả ly, sống đúng theo lời Đức Phật đã dạy, thì nhất định là chúng ta sẽ đắc quả trong thời gian mà Đức Phật giảng dạy là 7 năm. Nhưng mà không, Đức Phật nói là 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Rồi Đức Phật nói là không cần một năm, 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng, thậm chí 7 ngày thì chúng ta có thể đắc quả. Đó là lời giảng dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ. Kính thưa sư phụ, con xin được trao mai lại cho sư phụ, và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Kính thưa sư phụ, xin sư phụ cầm mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đúng. Con thỉnh Phật, thỉnh cầu sư phụ trở lại mai. Rất may mắn anh trai con trả lời mà không có bị té. Dạ, con kính mời sư phụ trở lại mai. Sao thưa quý trình để được quyền thưa. Thưa quý Phật tử, chúng tôi xin chia sẻ một vài điều liên quan đến điểm này là trong cái kinh nghiệm mà sống ở trong chùa, có một số các vị ít có học những môn học thường thức ở bên ngoài, tức là kiến thức tổng quát ít, thì các vị lại học nhanh về Phật Pháp, bởi vì các vị không có bị cái tạp niệm chi phối. Chúng tôi lấy ví dụ là khi mà chúng tôi còn nhỏ vào trong chùa đó, thì có một thời gian học vi diệu pháp á, mình đã học như con vẹt thôi chứ không có hiểu vi diệu pháp nói gì. Nhưng mà nhờ học mà không có hiểu đó, mình chỉ nhớ thôi, thì mình lại học được rất là nhiều. Sau này có dịp mà chúng tôi hướng dẫn vi diệu pháp cho A Di Đà cho một số lớn tuổi đó, thì chúng tôi thấy là các vị hay có cái lấn cấn
về cái quan niệm thưởng thức, và các vị khó nhớ và khó nhớ là, cũng không hẳn là chúng ta học nhiều mà mình lại tốt. Cũng giống như là chúng tôi vừa nói chuyện với một Phật tử, vì này than phiền rằng có một số người ngày hôm nay họ học hát, nhưng mà tại vì họ bị ảnh hưởng karaoke quá nhiều. Khi họ hát karaoke nhiều á, thì tới khi mà họ vào học nhạc lý họ gặp trở ngại, tại vì họ quen với cách hát karaoke rồi. Và nếu mà họ chưa học karaoke thì họ có thể là họ học dễ hơn. Yeah. Và rồi thưa quý vị, một cái đặc điểm khác trong cuộc sống của chúng ta đó là theo Ngài Chân Cha thì ngay cả một vị mà họ không có học nhiều nhưng mà họ thường suy tư mọi vấn đề theo cái hệ luận của tứ đế, đây là vấn đề, đây là nguyên nhân của vấn đề, đây là giải pháp và đây là con đường dẫn đến giải pháp, tức là chúng ta đã khổ tâm diệt đạo đó, mà họ suy nghĩ trong cái khung đó thì nó cũng là một cái cách để ra trí tuệ. Và thường là những vị nào mà suy nghĩ theo tứ đế đó, lại là tự cho phép mình suy tư một cách hợp lý hơn là cái người lang mang. Có nhiều người thú vị, họ không có nắm rõ vấn đề thực tiễn, có khi mà họ đưa ra những câu hỏi mà những câu hỏi đó nó mình gọi là đâm hơi đó, tức là nó không có một cái mục đích rõ ràng. Khi mà mình đặt câu hỏi không mục đích rõ ràng á, tức là mình không có hỏi thì giáo lý tứ đế. Giáo lý tứ đế đơn giản là khổ tập diệt đạo, mà mình nói rõ hơn, đây là vấn đề, đây là nguyên nhân của vấn đề, đây là giải pháp và đây là con đường dẫn đến giải pháp, thì cái đó là cái mà giúp cho chúng ta suy nghĩ. Và nói ngắn gọn hơn là mình suy tư theo cái định luật nhân quả. Đây là quả, và quả này do nhân nào, và đây là nhân, nhân này sẽ đến nhiều quả nào. Cái đó nó cũng là một cách suy tư tương đối cho chúng ta một cách học tinh học lý. Và với một vị mà có một thời gian tu tập dài ở trong giáo pháp đó, thì vị này lại biết được một cái bí quyết khác của đời sống, là đối với nhiều sự việc đó, mình càng suy nghĩ thì nó càng rối trí, mà cái tâm mình nó càng ít phiền não, tâm mình nó càng tĩnh lặng thì mình càng sáng suốt. Vì vậy trong những trường hợp mà mình cảm thấy rằng mình cần đến cái sự suy tư, mà suy tư thật là chân xác, suy tư hợp lý đó, thì với một người có kinh nghiệm tu tập thì cho phép mình có được một không gian rộng, có được cái không gian yên tĩnh. Thí dụ như là trong một phòng riêng, âm thất riêng, hay là ở trong rừng, hay là ở ngoài thiên nhiên rộng lớn. Cái này nó là một điều mà người đời ít có biết tới. Bởi vì sao vậy? Chúng ta quen lăng xăng, mà hãy gặp chuyện mà cần đến trí tuệ đó, thì chúng ta càng lăng xăng nhiều hơn. Và sự lăng xăng đó chỉ làm cho chúng ta rối. Do vậy, một người mà có tu và nhất là có hành tứ niệm xứ rồi đó, thì rất là quý thời giờ yên tĩnh một mình. Cái thời giờ yên tĩnh nó cho phép chúng ta quan sát một cách khách quan, cho phép chúng ta bớt đi những cái nhiệt não, bớt đi những cái rối rắm. Và khi mình bớt đi những cái rối rắm trong lòng thì mình suy nghĩ sẽ sáng. Cái vấn đề của chúng ta là như vậy, thưa quý vị. Đôi khi chúng ta hành động ngược lại với cái lợi ích bản thân của mình. Mình đang chết đuối mà người ta ra tay cứu mình, và mình cứ ôm siết chặt cái người đó quá, không có họ không cứu mình được, mà có thể mình làm cho người đó bị chết đuối theo mình luôn. Thành ra trong trường hợp đó mình phải buông thả ra để cho cái người kia họ có thể dìu mình, tại vì mình ở dưới nước mình nhẹ lắm, họ dìu mình vào bờ từ từ cũng vậy. Con người mình đó, mà trong gặp những lúc khó khăn, gặp những chuyện khó suy nghĩ đó, mà mình càng lăng xăng, mình càng rộn ràng, mình càng để nhiều cảm xúc đó, thì mình càng khó tìm ra một cái giải pháp tốt. Còn mình càng tỉnh táo, càng nhẹ nhàng, càng an tĩnh thì lại tốt hơn. Và chúng ta cũng ghi nhận một điểm mà về cái
yếu tố trong sự tu tập mà liên quan đến trí tuệ của đời sống. Với bất cứ trường hợp nào, con người càng thực tế đó, càng đem cái tâm tư của mình hướng vào những gì đã xảy ra đó, và càng hướng vào thực tế đó, thì mình dễ tìm ra cái đầu mối hơn là mình suy nghĩ lung. Suy nghĩ lung tức là đôi khi mình tưởng tượng, mình viễn vông. Hồi trước chúng tôi ở gần ngày Hòa Thượng Hồ Giác, ngày có lưu ý một chuyện đó là con người mình hay chuyện bé xá to, hay giàu tưởng tượng, và mình cứ nghĩ cái tưởng tượng đó là trí tuệ, nhưng mà thực sự tưởng tượng khác với trí tuệ. Tưởng tượng là cái chuyện nó nhỏ mà mình ngồi nghĩ hồi nó là lớn gì. Mình nghĩ hồi mình tưởng là mình khôn, nhưng thực sự mình không có khôn, mà mình chỉ là mình theo dệt nhiều quá, và cái theo dệt đó nó lại là cái trở ngại cho trí tuệ. Cái trí tuệ đó là cố gắng đi tìm cái đầu mối, tìm cái gốc của vấn đề, và vấn đề nó càng rõ càng tốt, chứ không phải mình ngồi đó mình vẽ vời ra. Bởi vì ở trong cuộc đời người ta thường đau khổ là do một điểm là họ thiêu dịch quá nhiều, tự mình biến mình trở thành một nạn nhân. Do đó khi mà mình gặp việc đó, hãy cho phép mình được yên định một chút, cho phép mình ở không gian rộng rãi một chút, và gần với tự nhiên hơn càng tốt. Bước đi những ý nghĩ chủ quan, và đặc biệt là đừng ở gần người nào đó mà người có cái tính là phóng đại vấn đề. Có những người, thưa quý vị, họ bị cái bệnh là cái người chưa bệnh á, thì họ họ giải thích sao thành bệnh, bệnh nhẹ thì nó bệnh nặng thì nó sắp chết. Chúng tôi gặp nhiều trường hợp đó, và những cái chuyện mà gọi là mang nhiều kịch tính, thổi phồng quá đáng, một cái bệnh của nhiều người đó. Nghe người đó nói chuyện là mình phải trừ, cắt đầu cắt đuôi mình trừ bớt đi. Thì những người đó chúng ta nên biết đến họ và không nên ở gần khi gặp những rắc rối. Tại vì sao? Họ làm rối vấn đề lên, họ làm chúng ta phiền thêm. Chúng tôi thường thấy một điều là hồi nhỏ đó, chúng tôi có đọc một cái quyển của bà Dorothy Carnegie đó, bà nói trong quyển luyện tinh thần, và có một cái ví dụ là có một anh kỹ sư, anh làm trong nhà máy cưa, và anh phụ trách là coi về máy móc. Nhưng mà có một ngày đó, tự nhiên ba cái máy ở trong số 6 cái máy ở trong hãng nó bị hư, và anh là người chịu trách nhiệm về máy móc, tự nhiên anh rối và anh mới vào làm nữa. Thì thứ gì anh không biết thế nào đó, thì lúc đó ông chủ xuất hiện, và anh than với ông chủ là bây giờ tự nhiên nhiều máy móc hư, anh cảm thấy rối quá. Thì ông chủ cột cái lại, cột được như vậy và sửa từ từ. Thì thứ gì câu nói của ông chủ làm cho anh tỉnh lại. Cái đó là cái phong cách của người chủ máy móc đang hư mà nó gửi dở nằm chỗ này chỗ kia, thì mình cứ bắt tay mình cột nó lại rồi mình sửa chữa. Cái người mà không biết cách làm việc đó, thường làm cho mình rối rắm thêm. Mà người biết cách làm việc, mà biết cách học sáng trí tuệ đó, thì đôi lúc đơn giản hóa vấn đề rồi, nhưng mà đem mình trở về với thực tại. Và đừng thiêu dịch nhiều quá, thiêu dịch nhiều quá làm cho mình rối trí. Chúng tôi xin được chia sẻ một vài suy nghĩ về bài học ngày hôm nay, và xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chi vị giảng sư đã vào rung để giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật. Sa thú sa thú lành thay, và con từ mặt chúng trong room, chúng con chúng ân chư tôn đức ân bi mẫn bi đại Phật pháp đại Phật con đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại con đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh đời pháp, ơn quý chủ nhiệm óp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường an lạc, phận sự vi ơn quý, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc khác tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự phụ Thích Ca. Để kết thúc, chúng ta nhất tâm hồi hướng chúng
đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-dạ. Dạ con xích Nhật Quỳnh giúp em mở kinh ạ. Dạ xa thủ xa thủ. Nanti deva dan toa hime kayum sape lokam hiye sata jiwanta harane duka manunyam pojanan sape lapanto mamaki tanpati. Con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin.